Dân xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mấy chị em của dân đi đổ giớn, mấy chị em dân đi cùng với anh Theo và chị Mai ở bên Mỹ về. Hai anh chị đi theo trải nghiệm đổ giớn. Dân cũng xin kính mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với mấy chị em dân. Hồi đó giờ mình có đi cảnh này chưa chị? Chưa hả? Dạ. Ngày xưa anh á là sống cũng ở Việt Nam mà làm nghề biển. Làm nghề biển. Dạ. Cũng chưa có đi xuồng nhỏ vậy, trong kênh có mấy em hả? Thỉnh thoảng. Dạ. Nhưng mà cũng không có đi. Cũng có đi nhà ngoại, cũng đi lại gạch sỏi chỗ cầu cầu quăng. Dạ. Lâu cái ngoài chợ thì mình vô cho mình chơi cũng tới sân nhỏ nhỏ. Dạ. Lâu lắm rồi, mấy chục năm. Tôi qua đóng trà bên kia. Đổ giớn này cũng tùy theo bữa. Có bữa mà trời mưa xuống mà mưa nhiều á. Trời ơi, vỏ luôn một cái ha, nửa thao cá này nè. Dạ, có bữa mà nắng quá trời nắng nó vỏ lên 5-6 cái chừng đủ ăn. Dạ. Nhưng mà mưa đầu mùa thì nó nhiều hơn. Thấy rồi dần dần câu. Dạ. Đổ giớn là thấy hợp. Dạ. Rồi em thấy cái giớn này nha. Anh với chị là cũng xem em làm YouTube cũng được hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm. Dạ, hôm nay mới được về để trải nghiệm. Hy vọng là bữa nay em đổ giớn có cá hay tép chiều về em nấu món yêu thích của chị với anh. Rồi. Cảm ơn dân nhiều. Vô trong. Có một cái sặc chết kìa. Nắng quá hả chị ha. Hôm qua chỗ em cũng có mưa đó, mà mưa với chợ chứ trên đây không mưa. Mưa lớn á. Phải mưa trên đây cái chắc cá nhiều á. Giếng nó mưa mà ổng mưa khúc mà ổng chịu mưa khúc này. À, có tép chưa? Cá mè vinh nữa. Cá mè vinh. Cá này cũng bộn. Cá đó cá cóc đó. Cá cóc hả? Dạ. À, có cá thắt lát nữa kìa. Dạ, cá này cá chốt nè. Cái này cá chốt giấy. Chốt giấy hả? Dạ. Cá chốt giấy nó khác hơn cá chốt kia. Con cá rô mà chết à? Dạ. Đúng rồi. Cá chốt cờ hả? Dạ. Cá chốt cờ. Trồng miếng giấy nè cả. Cá này cá chốt cờ nè, cái này nè. Cái này nè. Chị hỏi thiệt cái bọn chị chưa. Cá chốt nào đang cá chốt trong cái chỗ chân nắm. Khoan chưa. À. Mình biết cá chốt cờ với cá chốt giấy. Hồi đó biết cá chốt cờ. Tại cá chốt mình cá chốt châu nữa, tới ba loại là châu gì nó giống như cá út hay gì, cá giống cá út là cá chốt châu á. Dạ chắc vậy. Dạ. Cá đó cái loại đó nhiều hơn cái loại này. Cá này, dạ, cá này cá mài vinh nè anh. Còn tông đá có nó hai cái lằn sọc này nó màu cam, cái đuôi nó màu cam, mà nó còn bự nữa nha. Còn cá lòng tông nè, cá lòng tông của mình nè, nó không có bự không? Dạ, nhảy dữ. Mấy tép nước ngọt nhiều quá hả? Dạ, tép này là tép người ta gọi bằng tép gông. Tép gông hả? Dạ. Tép này thấy gì anh trộn gỏi cũng ngon nè, đậu bánh khọt ăn cũng ngon nè. Hay là anh gam mặn cũng ngon. Ừ.
cá này cá bảy chầu. Thôi thôi thôi, cá bảy chầu nè. Dạ. Yeah. Cá bảy chầu. Đó nè. Ủa, cá này đây coi. Cá sơn. Cá sơn. Dạ. Yeah. Cá sơn. Thì hồi đó mình cũng không biết cá sơn, cá sơn nước ngọt. Dạ. Cá sơn nước mặn thì biết rồi. Bây giờ hình thù nó sao? Ừ. Ừ, chiếc này mình được. Ôi con cá này cá linh ống. Ờ cá linh. Để cho chị coi. Nè, cá linh ống. Nè, đang con cá đó nè. Cá bự hả? Dạ nè, cá linh ống nè. Cá này mình kho lạc, kho mía rồi ăn á. Cá linh đó hả? Ừ. Nha, ừ. Bự heo nè. Bự heo. Bên nước châm chị. Đủ kho tiêu rồi nè. Dạ. Một cái rồi đó. Ừ. Mình tới 6 cái nè. Có không chị? Ồ, tép quá, tép luôn. Vũ cái gì trần gông nó bụi nó ra nè. Chắc qua nó mưa rồi nó chạy. Ủa cá bóng, cá bóng, cá bóng. Rồi kể cái sắc bể đi. Wow. Dạ, cái này nhiều quá cô chú ơi. Quá cái này quá chừng nhiều luôn nè cô chú ơi. Luôn trời. Quá trời bà ba ơi. Con cá lục dính á. Cá chốt nè. Cá chốt nó nằm ở trên đây. Hú hồn. Quá cá chốt à. Cá chốt. Quá chừng nhiều luôn. Dạ. Con cá này quá trời. Có tép nhiều hả? Tép nhóc quá trơn luôn. Dạ. Chị ơi. Trúng tép không à? Trúng tép à? Dạ. Trúng tép à? Trúng tép. Trúng tép không à? Mà vậy đó. Rồi. Mới có hai cái mà nhiều ha. Chị có muốn ngồi xếp trước chị coi thử không? Đúng rồi, che dù tôi chị, anh. Anh hết hồn ha, bơi quanh kia. Xông hơi hả? Ở đây đồ tươi mình đổ ra gì nè, mình nấu ăn cũng ngon. Dạ, ngọt ha. Dạ. Đi giữa lắm. Chị này thấy không? Khác của ta chị dầu. Dạ, không à. Lội nước hả? Ừ. Chiều chị Út cũ đi mò dẹm kìa. Dạ. Ổng thích lội nước kìa, rủ ổng đi mò dẹm kìa chị. Có gì? Ồ, cá linh ống bự bự không ạ? À?
ăn giả này nè con. Ừ. Như cái dưới ăn này nè. Dạ. Wow, cái này nhóc quá trơn. Cá nhiễm. Được, để in gương thì cũng bên. Càng ngày càng nhiều hơn. Ồ, cá lọc tí. Dạ, cái đó cũng phải có thế. Nặng lắm đó anh. Dạ, kéo lên. Nó đóng, đóng rộng. Này không có cá bự mà cá lọc tí. Có lóc không mà nó cái lóc nó đi ngủ rồi sao? Ồ, cá lóc kiến như tép. Wow, cái này dữ lắm, tép luôn. Cá lóc kiến. Ừ, cái lóc kiến nhiều á. Dạ. Cái lưng cá lưng ống. Cá lưng ấm. Con cua. Cá lưng ấm bự không mà cô chú ơi. Cái này bữa trước nè, chú Út chỉ cột cái đuôi. Cái chỉ quên, chỉ kéo còn khúc nè. Em vũ vậy đó, nó ra hết luôn. Chị biết sao không? Em tính là để cho cá nó thả. Cá bự là cho nó chết. Em để vậy cho nó thả. Cũng được mấy con. Ba có cái dính mà. Bữa nay đừng để cho thả nha chị. Cá lâu lâu người ta quên bữa. Cá lâu kiến nhiều ghê. Bây giờ dằn lưới sợ sợ cá lâu kiến dính không? Dạ nó gắp lưới chứ không gì. Cái da của nó nè đau tay mình luôn. Dạ. Cái thịt nó ngon không? Cái thịt nó ngon dẻ lắm. Dạ. Nhiều người ta ăn người ta nói cái này là trị bệnh gì, còn nhiều người nói thì ăn mới bị bệnh, còn mình cố không hiểu được nữa. Mấy được có 20 cá lên nóng mình là kho mía. Làm chả dai lắm. Đây tới nhà của chị Út ở đây nè. Mình đi ngược lại nhà trở lại hả? Dạ. Là chị Út đó hả? Dạ. Mình đặt cũng gần nhà vậy. Dạ. Đặt cái kinh nhà. Bơi vô đó là mình luồn qua kia giống qua hổm á chị. Không ở ngoài. Chị cặp cái đít vô đây chị. Đẩy cái lại. Dạ. Cái bụi con nhút này là của chị Út luôn. Gao nhút em chậm. Dạ, gao nhút dạ, qua dạ. Qua ngoài kia giống đó đi. Ra ngoài luôn. Phải thẳng luôn. Dạ. Đúng đó là nó quéo lại nè. Dạ, nó giống như cây mắc cỡ mình vậy. Mà là gao nhút. Tại này mắc ngay cái bụi con nhút của chú Út, mình phải làm như vậy mới ra được. Nó quá dày. Chắc là phải có dao lắm, vì tại này không có trôn. Mình như vậy chứ rồi em cũng nghe nói câu này nữa đó. À, mình mới xùm nó dao. Đúng rồi. Đi đâu có đem dao đi đâu. Ồ, cũng cá tép. Cá lọc kiến với cua với con cá rô mấy cá sặc. Cái này không bằng cái kia. Nhưng mà cũng nhiều á. Dạ. Dạ. Chắc nó vô con nhút mày nó ở. Nó mát quá nó coi như là cô Út nuôi rồi. Dạ. Không, chị dạ cái đó xuống. Đó, cá em nuôi đó. Cô chị nuôi cá bự bự chị. À, nó bự chứ nó kìa. Chị lấy cái dầm chị đẩy cái này qua kia em. Thế nó ra hết hồn. Đẹp quá kìa. Nửa thao rồi đó. Dạ, nửa thao rồi đó. Tại hôm qua nhờ đó mưa đó. Dạ, mình đang đâu có hết. Hôm qua có mưa hả? Hôm qua mưa ở dưới chợ.
Em mưa đây, chị ba Úc, chị ba. Tép gầm thì bự rồi. Mình bơi xuồng qua xong ai nó cản đường giao thông nghe. Người ta chọc quá người ta biết á. Dạ. Cột chắc quá mở rồi. Thôi bữa nay tôi có cá nè, tôi muốn mua. Cái chỗ này không vô được. Anh Tám dở đó anh Tám. Mấy cái nhánh trà mà. Mình sẽ chơi luôn được không? Cho em trả xuống một chút mới đi được rồi. Xuống một chút. Mày đứng rồi đó. Cái này cũng có mà ít á. Ít. Có ít hơn cái kia. Dạ. Nhưng mà cũng được cá chén á. Dạ. Rồi tới luôn cái gì ạ? Bữa nào chiều nay tắm xong đi qua lôi cái này. Giờ không được ta nè. Rồi tới. Mạnh tới chưa? Tại em cầm cái này nó nặng lắm nè, bơi phải mạnh mới được. Trong cái dĩa đó. Cái dĩa của ly tứ nó đại. Nó đâu có lớn không phải không? Nó chụp lớn. Bạn vò cái á anh. Hổm nhỏ nhỏ hả? Nhỏ là người ta không có bự á. Dạ. Ừ. Nó cả bề dai một gan, bự là một gan của mình nè. Dạ. Bữa hổm hình như con mà lắp tay á. Ta lắp tay nè. Dạ. Nó nhỏ nhỏ. Giờ cá chạch đó, nó hiếm lắm. Dạ. Dạ. Ốc này ốc gì vậy? Ốc bu vàng. Ốc bu vàng hả? Dạ. Ăn được không? Được. Cá con đó nấu canh chua chuối ngon lắm á. Dạ. Thằng mấy con no luôn. Cái bự lớn lắm. Có cái bóng tượng. Cho chị vô mặt mẹ. Chậm chậm. Ngon lắm. Cá là cá bóng phải không cô Dạ? Dạ cá bóng tượng. Cá này lớn lắm á, có con mấy ký lô luôn. Bữa hổm tại chỗ nuôi đó. Bữa hổm em có em thả dưới mương chân à. Mà chắc nó lâu lắm. Kệ nó mình thả cá hơn. Trời. Mấy con cua đồng. Mấy cua đồng về cũng thả vô mương luôn. Yeah. Lặn mấy con không có ăn. Cá có ốc hơn ốc đực đó, thịt không đó. Nó ở đây mà đất nó đánh, rồng nó đông. Đất nó chạm rồi hả? Ồ, nó nhảy. Dạ. Ồ, cái này nhiều.
cá chạy nhiều. Bữa nay đặc biệt mình đi không có cá lóc. Dạ. Nhằm bữa nó chạy thấy ham vậy đó. Có. Nó thấy không anh chị? Quá là ba ơi. Ốc bự. Ý có cái sạch chằn đó hả con? Sạch chằn. Rồi kết quả có mấy chị em dân đổ được bao nhiêu cá nha cô chú ơi. Cá trên tép. Cái này mình trúng rồi cả nhà ơi. Đây. Đen đó. Ốc bự đen. Dạ. Khi về anh với chị muốn ăn món gì em nấu. Ốc bự đen ở trong mương em cũng có. Nè em dở lú về gì nè, cái em thả mương nuôi. Ốc mà em còn nuôi nữa mà. Em dở cũng ít à, nhưng nửa này hả? À trời, tép nó nhảy. Bơi sao đi, thua nhẹ mà. Không thấy người ta đưa cái lớp bình luôn nói hả? Con gà nước chơi vậy. Bơi diễn thì thôi nha. Anh ngàn năm với tôi không? Chị Út hồi đó là chuyên gia là chài. Ồ, bơi xuồng, trèo xuồng cho người ta đi chài. Dạ. Dạ. Tám hả? Đúng rồi đó. Thôi mình thua ổng đây ba ơi. Tại xuồng ổng nhỏ hơn xuồng mình. Tại mình đưa cái lái đi trước kìa. Nghe không, mình thua cái mình đổ thừa dữ ta. Dạ. Tại với bị không ha. Chị Út nè. Đây. Chả cho chậm. Em xào cái này. Là cá mấy chị em dân đi đổ vớn về. Tép dân làm nửa thôi. Là mình trộn gỏi đu đủ. Cá thì kho tiêu. Cá bên đây cá nhỏ cũng kho luôn. Rồi, em xào tép trước. Cho con rồi đấy hả, tôi lặt bông lên điểm tôi. Xào cái đủ là ngon nha. Ngon. Ngon. Chín. Kéo dài luôn chị, dài tới từ từ trước tới sau. Từ từ cô. Cái gì là chị cây dừa em mua hồi Tết mà sao nó bị chết. Cái đủ này nó giòn dữ lắm nè. Cái dừa tới. Trồng sao? Dạ không. Có đem theo mì gói luôn hả? Trong em mì gói nhóc. Mì ly. Mì ly. Mì ly luôn. Vậy là ăn to. Rồi bắt chảo lên mình xào tép. Cho tỏi phi vô. Cho tép vô. Bữa nay mình đổ vớn hơn 2kg tép luôn. Mình làm ít rồi. Xong chưa rồi chị? Xong chưa chị, em bay mùi thơm rồi đó. Mình cho miếng muối rồi. Miếng bột ngọt. Đường. Cái này con tép này nó ăn ngọt thịt lắm. Dạ. Dạ. Rồi mình xào như vậy là được rồi. Rồi bắt chảo mình kho cá. Nước màu là thắng màu gì được cho cá vô. Rồi nãy
bây giờ mình xào thịt cá xăng này, mình cho nước mắm vô. Mình coi gì cá nó sẽ cứng nó ngon hơn. Cho bột ngọt. Rồi cá mình kho vậy được mình cho tiêu vô. Bây giờ mình trộn lỗi, mình cho bông điên điển vô. Đu đủ. Có này màu vàng không có màu trắng ta. Thiếu giá hả? Thiếu giá. Thôi vàng không. Hầm phi. Đậu phộng luôn. Tại đâu găm không có gì chợ. Rồi cho tép vô chị. Mắm làm luôn. Này là em ăn hơi khẩu vị của em nha. Là được lắm đây. Dạ. Có giá nữa thì nó sẽ giòn hơn. Anh nói hai đứa mình bắt tay loại bộ đi chợ rồi vậy. Chị đi đi, chị về tới nhà là em ăn rồi vậy đó. Bỏ mới nói. Có nói gì mình ăn nhé. Dạ. Đúng rồi. Khoan khoan để em thử cái vừa chứ. Mẹ nghĩ là thiếu đường nước mắm. Xa lắm. Còn tính bằng xài nữa hay gì? Mà đây đây, nó chưa tính. Rồi mấy chị em dân nấu cơm xong rồi. Mời má ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm, mời mấy anh chị ăn cơm. Rồi cô ngồi ở đây, tôi ngồi ở đây với chị ba nè. Chị chổi em phải không? Ừ. Tự nhiên mình chị chán rồi cô ơi. Hả? Như chán cơm mà. Để đi. Rồi đây cho chị ba luôn á. Đúng rồi đó. Ừ. Ăn đi anh. Rồi, mời mấy con, mời cả nhà. Dạ. Anh chị ăn cơm. Rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn thử món đồng quê của dạ. Của tụi em. Đúng rồi, món đồng quê nè. Dạ. Dạ. Tự ăn tự nhiên. Dạ. Ăn cá, cá coi chứ. Cá nhỏ nè. Ăn cá nhỏ cái trước tới đây. Dạ, ăn thử rồi. Ăn cơm nè. Dạ. Mình ăn cá này nè. Dạ, mời cô. Mời cả nhà ăn cơm. Em ăn gỏi. Thơm ngon. Dạ. Dạ. Được rồi, vừa ăn. Không dừa, không thiếu. Trung bình. Giờ mình thử phần gỏi điện, gỏi. Gỏi đủ. Gỏi tép, hồi nãy bắt lên mấy con tép nè. Tép đồng. Lắm. Tép đồng hả? Chấm nước mắm một cái nó mới vừa ăn không? Nó ăn tuyệt vời. Chị làm hết hồn chị. Ngon vừa ăn. Dạ. Đúng. Chấm nước mắm sẽ ngon hơn á chị. Chấm nước mắm ngon chị chấm. Canh cũng ngon. Canh một bột. Chắc mấy thằng tép mà em phải lấy cho anh chị cái muỗng quá. Đúng không? Đúng rồi. Dạ.
ngon. Dạ. Ông nguyên xương đi đấy. Riêng xuống cơm quá. Ừ, rát nhóc nè. Chốt bới cho em chán cơm, khỏi cho em ăn đồ ăn hay gì. Cho cô ăn cơm cho nhiều nhiều cho nó nướng. Ngọt lắm. Không, ăn đừng mắc cỡ, ăn cứ việc ăn thoải mái. Bây giờ không mắc cỡ. Mà em gấp cho chị ba ăn bới luôn không chị ba? Uống nu với mình nó uống nu. Chị ba cơm này hả? Vậy mình chia sớt nha bây. Nó chơi người ta hả? Chơi người ta hả? Có cái tươi niêm nhẹ nhẹ gì dễ ăn. Dạ. Cái này nóng thì cũng ngon. Dạ. Con nhà nó ngon. Ừ. Ừ, đỡ ngon. Tại khó là có người họ bị em bé nó dưỡng vào phòng. Dạ đúng rồi, dạ. Dưỡng vào phòng. Như đậu bông ăn tép, ăn tôm cũng bị dữ nữa. Cua cũng dữ. Mà em dễ cái là món nào em ăn cũng được, tại em không ăn thôi. Em ăn không bị dị ứng gì hết á. Bởi vì em kho riêng á. Trong các mùa, mùa này là con cá không ngon nè. Nó cứng á. Cây cũng đâu không xa rồi. Dạ, chạy xe xíu à. Có một cái chị không biết chạy xe kêu lộ bộ cho nó xa. Ừ. Em bới cơm cho. Nhìn cái kiểu này chắc vừa ăn luôn à. Dạ. Mình bới lần ít ít gì đi các bạn, ăn hết mình bới nữa nó ngon hơn. Mình bới cho chị. Ăn hết canh đi, hết canh đi. Dạ. Bữa nay là mình ăn nhiều á. Thường thường mình ăn nhiều hay là thêm chút nữa. Dạ. Con cá nè.